Như nhiều thành phố ở trên đất nước này, ở Vũng Tàu cũng có rất nhiều con đường dẫn ra biển. Nhưng một trong những con đường có ý nghĩa nhất đối với tôi là con đường đi từ nhà đi đến một đoạn nào đó thì người ta thấy ở bên trái là trường học và bên phải là nhà thờ. Rồi nếu người ta đi tiếp một lúc nào đó thì người ta phải buộc lòng quẹo qua bên phải để có thể đi thẳng ra biển. Đối với tôi, sống ở một thành phố, một tuổi thơ tuy có khó khăn về vật chất nhưng khá thanh bình nên tôi sống khá tích cực với cả bên trái lẫn bên phải, với tất cả những công việc của việc học, của việc xây dựng tình bạn với bạn bè, tất cả những sinh hoạt của trường, của lớp và mặt khác tất dấn thân trong việc học hành, giáo lý, dấn thân trong công việc giáo xứ, từ những việc đầu tiên đầu đời như là giúp lễ, giúp các nữ tu cắm hoa, rồi sau đó làm giáo lý viên và ca đoàn. Có thể nói tôi đã trở thành một multitasker, một người có khả năng đảm nhận nhiều công việc từ rất sớm. Và chính tất cả những cái công việc ấy đã nuôi dưỡng tinh thần phục vụ ở nơi tôi. Nhưng đến một lúc phải đi tới một ngã rẽ cuộc đời thì tôi đã quyết định ngã về bên phải, ngã về phía đức tin, ngã về giáo hội và sau này về dòng Chúa Giêsu. Ở Vũng Tàu có 3 ngọn hải đăng. Ngọn thứ nhất cao, to nằm trên núi. Cái thứ hai vừa phải hơn, nằm ở ngay một khúc cua qua biển để báo hiệu một bãi đá ngầm. Và cái thứ ba thì nhỏ xíu, nằm ở cuối cầu tàu để các tàu bè có thể vào bến. Nếu ngọn hải đăng thứ nhất được coi như đời sống đức tin, sừng sững bàn bạc trên cao, thì cái thứ ba nho nhỏ xinh xắn nằm sát mặt biển, gắn liền với những khả năng, thậm chí những tài năng nho nhỏ trong việc phục vụ. Tuy nhiên, các kỳ tĩnh tâm và đặc biệt là kỳ linh thao của các cha dòng tên mà các nữ tu dành cho giáo lý viên chúng tôi có một tác dụng rất quan trọng trong đời sống ơn gọi của tôi. Kỳ linh thao đầu đời vào mùa hè năm 1994 có thể nói đã thắp lên ngọn hải đăng thứ hai trong hành trình ơn gọi của tôi. Từ đó, một trong những tư thế cầu nguyện yêu thích của tôi là ngồi trên một mỏm đá, sau lưng là núi và phía trước là biển, bởi vì đơn giản đó là tư thế của ngọn hải đăng. Cho tới bây giờ, dù lớn, tôi vẫn giữ một ý tưởng rất là trẻ con là nếu bạn bước theo mép nước và như thế bạn vượt ra khỏi vùng đất bạn sống và nhờ có đại dương mà bạn đụng chạm đến hết mọi miền đất khác trên thế giới. Tôi nghĩ thật ra tôi đã không làm gì nhiều để ươm mầm ơn gọi của mình ngoài việc gìn giữ hình ảnh của biển ở trong lòng mình, để cho cái bao la của đại dương, trong trẻo của bầu trời và những làn gió đôi khi mãnh liệt, đôi khi dịu êm, với những bãi cát dài, những con sóng rì rầm muôn thuở, làm nên đời sống nội tâm của mình. Chúa Giêsu đã đi rất nhiều con đường, nhưng đối với tôi, con đường thú vị nhất nơi Ngài đã đi là trên mặt nước. Tôi cũng muốn dùng hình ảnh ấy cho đời mình. Lạy Thầy, xin cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.